thầy phải nói rõ hơn này, là đến năm 59 khi mà không còn các cha ngoại quốc ở đây, các cha ở đây Canada, thì họ bắt đầu tìm cách mượn này. Thế thì phải biết rằng nhà chúng ta từ đầu cho đến cái năm 59 ấy là có hai nhà ba tầng. Một nhà ba tầng thứ nhất có chữ đề, và đề đấy là 1931, có thầy thánh giá thì này. Đây là nhà thứ nhất. Yeah. Cái nhà thứ hai về phía bắc đó, hình thức sở đó, là xây năm 37. Khi mà họ đến, không phải là họ đến mà họ mời tôi đến là Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa ở Hàm Một, ba người về phía chính quyền tiếp tôi và đề xuất vấn đề là chúng tôi muốn mượn nhà của lòng đấy. Thế tôi nói ngay, tôi không có quyền gì để cho các ông mượn. Nếu các ông muốn mượn thì các ông phải liên lạc với cái quyền cấp trên của tôi ở Sài Gòn. Thế thì rằng co cứ nói là tôi không có quyền. Được đâu 5-10 phút cái họ bảo, ông không có quyền thì chúng tôi có quyền. Không? Nghe rõ đấy. Cái câu này không thể quên được. Ông không có quyền thì chúng tôi có quyền. Thế là tôi về. Tôi về thì vào hôm sau họ mới, một hai hôm sau họ đến đây. Họ làm sẵn một cái tờ gì đấy. Họ có ý gặp tôi. Nhưng mà cố ý hay là không cố ý không biết. Nhưng mà hôm ấy là cái ngày tôi đi thắng, đi nhà chung và đi đâu có xe đạp về nhà, thì Lê Măng. Thế thì Lê Măng phải tiếp họ. Thế thì họ mới xin thì Lê Măng ký cái giấy để mượn nhà. Đó. Thế Lê Măng nói là cái này là việc của người trên, tôi không có quyền gì cả. Thế thì họ mới kéo một cái ông cụ cao tuổi, gọi là ông Cai Trần, mà bà bây giờ còn sống đấy. Ông Cai Trần, đó. Họ kéo ông Cai Trần vào để ký cái giấy đó. Ông Cai Trần không được đọc cái giấy đó, không biết nói cái gì, chỉ ký không thôi. Họ cho như thế là hợp sức rồi đấy. Cho dạ. Dạ. Ông Cai Trần không có chân gì trong hội đồng giáo xứ là cái gì không vậy? Không, không bao giờ. Là một giáo dân sở thôi. Dạ. Nó là có tuổi thôi. Chỉ vì cao tuổi, cao tuổi nhất của bây giờ. Thế là chính quyền họ cho như thế là hợp sức. Đến hôm sau là họ mới kéo học sinh vào, đặt các lớp học ở đây. Cái nhà thứ hai, cái nhà có sức sơ đấy. Đấy, bắt đầu học. Học về lần năm nào đấy, cha nhớ không? Năm 59. À, 1959. Thế khởi đầu là làm trường học chứ hả? Khởi đầu là làm trường học. Đến năm sau, năm 60 thì mới làm bệnh viện. Cái này rời trường học đi hả chứ? Rời trường học đi khác, đi chỗ khác. Thế thì chúng tôi lúc bây giờ còn mấy người đó, kể cả hai thầy đó, 3-4 người thì còn lấy hẳn cái nhà thứ hai đó rồi. Đến sau này họ lấy lý lẽ rằng là bây giờ đông bệnh nhân quá, họ xin mượn các cái phòng ở nhà thứ nhất, là cái nhà xây năm 1931. Cứ gọi là dồn chúng tôi đi, dồn đi để mượn phòng. Cho đến năm 1972 họ mới đề xuất cái phương trình mới là bây giờ chúng tôi sẽ làm cho ông một cái nhà ở bên cạnh nhà thờ, thì ông cho chúng tôi mượn nốt cái nhà này.